Dulas Bullet kẻ kế thừa của quỷ, sức mạnh sẽ ngang Rayleigh. Xin chào tất cả anh em, chào mừng năm trong anh em đã quay trở lại với hồ sơ One Piece. Nếu nói đến các hải tặc huyền thoại trong thời đại cũ, bạn sẽ nghĩ đến ai? Roger, dâu trắng, Rayleigh, Siki hay Odin? Nếu anh em chỉ nghĩ tới những nhân vật này, chúng tôi anh em đã bỏ lỡ một bộ ngoại truyện vô cùng đặc sắc, đó là movie Stampy. Trong bộ movie này, chúng ta được giới thiệu thêm một con quái vật của thời đại cũ khác tên là Dulas Bullet. Ông từng là một thành viên mạnh mẽ của băng hải tặc Roger. Tuy chỉ là nhân vật nằm ở ngoại truyện, không xuất hiện ở manga gốc, nhưng ông thần này thật sự có sức mạnh cực kỳ ghê gớm. Đây cũng là một phần movie hiếm hoi chúng ta được chứng kiến màn kết hợp của siêu tân tinh, hải quân, Shichibukai, quân cách mạng và cả tổ chức CP9. Nào, không để anh em chờ lâu nữa, bắt đầu thôi. Về tiểu sử Dulas Bullet có biệt danh là kẻ kế thừa của ác quỷ. Ông là nhân vật phản diện chính của One Piece, Stampy, Hiện tại, Bullet 45 tuổi, ông sinh ra ở Gansburg. Khi trưởng thành, Bullet phục vụ quê hương mình với tư cách là một người lính. Ông sau đó gia nhập băng hải tặc Roger và cuối cùng bị giam ở Impel Down trong hơn 20 năm. Douglas Bullet được coi là tù nhân tàn ác nhất ở tầng 6. Ông ta trốn thoát khỏi Impel Down trong lần thằng nã cao su đến phá làng phá xóm ở nhà ngục này. Cùng với đó, tích trị lông đen cũng tấn công nơi này, gây ra trận bạo loạn rất lớn. Sau khi trốn thoát, Bullet ủ mưu trở thành vua hải tặc bằng cách dụ những hải tặc nổi tiếng nhất thế giới đến lễ hội hải tặc và cố gắng giết họ. Về quá khứ, Bullet được sinh ra trên một hòn đảo ở Grand Line. Cha mẹ ông ta đã bỏ rơi ông khi còn là một đứa trẻ sơ sinh và ông ấy được nuôi dưỡng như một người lính bởi lực lượng quân sự của Gansburg, được gọi là Gansford. Bullet thực hiện được những nhiệm vụ nguy hiểm. Ông tìm mọi cách kiếm được huân chương, phần thưởng cho người có nhiều chiến công nhất trong trận chiến. Bullet tham gia nhiều trận chiến và ông ta chưa từng gặp một thất bại nào. Thế nhưng, đồng đội Bullet đã phản bội và chống đối lại ông vì thứ sức mạnh ác quỷ của ông. Bullet vẫn giành lấy được huân chương nhưng lại bị phản bội và quyết định không bao giờ để bản thân bị cản trở bởi sự tin tưởng hay bất cẩn. Ông ta tiếp tục giành được huy chương năm này qua năm khác. Năm 9 tuổi tuy chỉ là một cậu nhóc nhưng Bullet có một sức mạnh vô song và ông vẫn luôn say mê theo đuổi đỉnh cao của sức mạnh. Ở tuổi 13, ông ăn được trái Gasa, Gasa Nomi. nó càng cho ông ta nghị lực để vươn đến đỉnh cao. Vào năm ông 14 tuổi, sức mạnh và thành tích của Bullet đã khiến cuộc chiến gần kết thúc và tướng chỉ huy của Bullet là Douglas Gray, người giống như cha đẻ của ông, đã hứa sẽ cho Bullet được thăng chức vào đội ngũ ưu tú của quân đội sau khi chiến tranh kết thúc. Bullet sau đó đã tham gia vào trận chiến cuối cùng. Tuy nhiên, các đồng đội của ông, bao gồm cả Gray, đã tấn công và cố gắng giết ông. Họ cho rằng sức mạnh của ông ấy là quá nguy hiểm. Tức giận vì một lần nữa bị phản bội, Bullet đã tìm cách xóa sổ tất cả, khiến toàn bộ đất nước của ông ta bị phá hủy quy mô hủy diệt quá lớn đã thu hút sự chú ý của chính phủ thế giới và Bullet rời đi như một tên cướp biển để tìm kiếm nhiều trận chiến hơn. Một năm sau, ở tuổi 15, Bullet thách đấu với Goldie Rover và lần đầu tiên trong đời bị thua. Ông tấn công Roger nhiều lần nữa và kết quả cũng tương tự. Bullet ngày càng ngưỡng mộ Roger, do đó ông gia nhập vào băng của Roger với tư cách là một kẻ thách thức. Ở trong băng, ông được biết đến với cái tên kẻ thừa kế của quỷ hai năm sau khi phát hiện ra bệnh tình của roger bullet bắt đầu nghi ngờ về khả năng ông có thể đánh bại đội trưởng của mình ông ta bắt đầu cảm thấy sức mạnh của mình bị ức chế bởi lòng trung thành của bản thân với các đồng đội vì vậy sau một năm ông đã thách thức roger trong trận chiến cuối cùng roger một lần nữa chiến thắng và bullet rời băng một năm sau đó bullet chiến đấu với crocodile và trận chiến của họ kết thúc với tỷ số hòa sau khi roger bị hành quyết bullet không có mục đích và không biết phải làm gì tiếp theo ông ta tàn sát vô tâm để thỏa mãn sự tuyệt vọng của mình ông ta đã phá hủy thị trấn Sider sinh sống. Sau đó, một Buster Cole đã triệu tập để chống lại Bullet. Ông ta đã chống lại hải quân do Sengoku và Gap Seom chỉ huy. Những hải tặc mà Bullet đánh bại đã đến và hỗ trợ hải quân, cho phép họ áp đảo Bullet và giam giữ ông ta trong Impel Down. 21 năm sau ở tuổi 43, như mình đã nói ở trên, ông ta trốn thoát sau cuộc đột kích của Joden và Luffy. Sau đó, Bullet tìm thấy Biner Festa, người từng được cho là đã chết, và hai người họ đã có được chiếc Log Post chỉ đường đến Lap Tail mà băng hải tặc Roger từng dùng. Hai ông thần này lên kế hoạch cho lễ hội cướp biển, nơi Bullet dự định trở thành vua hải tặc bằng cách dụ những người mạnh nhất thế giới đến với tư cách người chơi. Ai chiến thắng sẽ nhận được kho báu. Bullet định giết họ trước khi chuyển sang gang bang tứ hoàng. Về ngoại hình Douglas Bullet là một người đàn ông rất to lớn và vạm vỡ, với bờ vai rộng và mái tóc vuốt ngược ra sau bằng keo 502 ông ta cũng có một số hình xăm trên cánh tay trái cùng với một vết sẹo lớn ở bên trái ngực và bàn tay ông ấy mặc một chiếc áo sơ mi có cổ được cài cúc và trang trí bằng huy chương một số trong số đó mang tên viết tắt gf bullet đeo thắt lưng nâu quần dài và đi ủng kèm theo một chiếc tai nghe chứng tỏ bản thân là một tín đồ âm nhạc khi còn trẻ bullet có khuôn mặt nhỏ hơn và mái tóc rất ngắn vài năm sau ông ấy lớn hơn và tóc dài ra nhiều bullet không có vết sẹo ở thời điểm này về phần tính cách Do lớn lên như người lính, quê hương cũng chỉ ngập trong chiến tranh, khiến Bullet coi trọng sức mạnh hơn tất cả. Ông cảm thấy thích chiến đấu và không ngừng khao khát trở nên mạnh mẽ hơn. Bullet coi tình bạn là thứ cản trở cho việc theo đuổi sức mạnh của mình, một phần do bị phản bội nhiều lần bởi những người đồng đội khi còn là thành viên của Gun Do đó, Bullet quyết tâm không bao giờ bị đánh bại và cản trở bởi bất cứ ai. Ông cũng cố chứng minh cho Luffy thấy rằng có bạn bè là một trở ngại. Ông ta đã không cho Luffy cơ hội bảo vệ thánh Usopp. Sau khi tung tin đồn rằng bản thân đang giữ toàn bộ sao kê số tài sản của vua hải tặc quá cố, Bullet tạo ra lễ hội hải tặc trên đảo Delta và công bố phần thưởng là một kho báu to lớn, thu hút nhiều thanh niên không làm mà vẫn đòi có ăn tham gia. Khi trận chiến bắt đầu, Bullet núp lùm trời thời cơ, sau đó đột ngột xuất hiện tấn công thánh Usopp khi anh chàng đang giữ trong tay chiếc gương báo chứa đựng chìa khóa đến Laptail. Ông tẩn Usopp một trận khiến Luffy tức giận, lao vào bật Haki bá vương và thấy là họ khe nhau trận đấu hỗn loạn bắt đầu diễn ra. Douglas Bullet đối đầu với các tân tinh, hải quân, thất vũ hải, CP9 và cả quân cách mạng. Một trận bắt đầu hội đồng ông già của bọn thiếu niên trẻ tuổi. Anh em nào muốn xem kỹ thì xem lại phim nhé. Tóm cái váy lại, Bullet có vẻ thấy được bọn nhóc quá mạnh nên đã sử dụng vũ khí bí mật, triệu hồi ra một con robot siêu to khổng lồ chỉ với một đòn đã có thể hất văng rất nhiều hải quân và hải tặc xung quanh. Tuy nhiên, với Haki nhân vật chính, sức mạnh tình bạn, sức mạnh tình yêu cùng với một tí hỗ trợ tâm linh từ phía tác giả, Luffy đã hạ gục được Dulas Bullet và một cây kết ảo ma Canada được xuất hiện khi Bullet bị đòn tấn công bất tỉnh và rơi tự do xuống đất. Về sức mạnh, do có kinh nghiệm trong vô số trận chiến từ khi ông còn là một người lính và đến khi ra khơi làm cướp biển, Bullet sở hữu sức mạnh thể chất khủng khiếp được tôi luyện qua nhiều trận chiến. Cơ thể của ông ấy đã đạt đến độ hoàn hảo sau quá trình luyện tập và ông ta đã đạt đến đỉnh cao trong suốt 45 năm. Để trở thành một trong những tên cướp biển mạnh nhất thế giới, sức mạnh của Bullet được thể hiện trong cuộc chiến với các siêu tân tinh có thể làm chênh hướng đạn đại bác của Capone B bằng cách vung tay một cách ngẫu nhiên dễ dàng vượt qua sức mạnh phòng thủ to lớn của hình dạng golem pháo đài khổng lồ của Big Father B chỉ trong một cú đấm và ném x drake ở dạng khủng long sang một bên. Sức mạnh của Bullet được bổ sung bởi kỹ năng tuyệt vời của ông ấy trong chiến đấu tay đôi, có thể chế ngự được các siêu tân tinh có năng lực trái ác quỷ bằng tay không, dễ dàng chống lại những cú đấm khổng lồ của Luffy và Kid bullet cực kỳ nhanh có khả năng di chuyển với tốc độ khủng khiếp mà không một siêu tân tinh nào có thể theo kịp ông ấy cũng có thể theo kịp luffy trong hình dạng gear fox snake man bullet sở hữu năng lực trái gasa gasa Nomi, một hệ panamesia cho phép ông kết hợp các mảnh kim loại lại để chế tạo ra một bộ áo giáp hoặc phương tiện di chuyển lớn cho riêng mình bằng cách kết hợp các vật vô tri có thể tạo ra một bộ giáp bằng kim loại như robot khổng lồ mà chúng ta đã được chứng kiến trong lễ hội hải tặc đến đây chắc hẳn anh em đang nghĩ chạy ác quỷ này rất giống với năng lực trái ác quỷ của Atas Kid. Sức mạnh của Kid ve chai có thể hút và đẩy lùi các vật có tự tính và biến chúng thành vũ khí của mình. Còn Dulas có thể lắp ráp các vật kim loại và chế tạo chúng một cách hoàn thiện hơn. Bullet cũng đã đánh thức trái ác quỷ của mình, cho phép ông ta tháo rơi các vật thể từ một phạm vi lớn hơn. Về cơ bản, ông ấy có thể tái cấu trúc của toàn bộ hòn đảo bằng cách lắp ráp và biến nó thành kim loại, tạo ra một con robot khổng lồ. Về phần Haki, Bullet có khả năng sử dụng Haki bá vương Ông đã có màn solo Haki Bá Vương với thanh niên Luffy nhà ta và có phần nhỉnh hơn Luffy. Tuy nhiên, đó vẫn là Haki Đế Vương cơ bản. Ngoài ra, Bullet còn là bậc thầy về Haki Vũ Trang. Ông ta có thể cường hóa các cơ thể bằng Haki Vũ Trang hoặc bọc Haki Vũ Trang cho robot kim loại khổng lồ của ông ta. Tiếp theo, đánh giá sức mạnh của Bullet với những gì đã thể hiện, mình cho rằng Dulas Bullet không mạnh bằng Rayleigh như lời đồn. Có thể là do chênh lệch về mặt thời gian, bộ movie đã ra mắt hơn 9 năm, lúc ấy ta chưa biết gì về haki cấp cao. Dulas Bullet cũng không phải nhân vật trong mạch truyện gốc nên không được Oda nhắc tới. Sức mạnh của ông trong phần movie có thể chỉ đủ nhỉnh hơn một đô đốc, dù có khoảnh khắc Bullet gần như đã đánh bay cả những kẻ mạnh nhất bên kia chiến tuyến, nhưng ông ấy không thể hiện mình có haki cấp cao. Trong khi Luffy ở thời điểm hiện tại đã có cả 3 loại haki đẳng cấp cao nhất nếu tái đấu mình tin Lu sẽ hạ được Bullet, đây là nhân vật ngoại truyện nên mình sẽ không đánh giá chi tiết sức mạnh của nhân vật này. Nói chung, douglas Bullet sẽ không mạnh bằng vua bóng tối thời trẻ. Khách quan thì ông ấy chỉ nhìn hơn một đô đốc thôi anh em ạ. Chuyên mục Bonus Phần Bonus hôm nay, anh em hãy cùng mình tìm hiểu về năng lực mới của Zoro nhé. Mới đây, ta đã được tiết lộ thêm một định nghĩa sức mạnh mới, Nomna là quỷ khí. Đây là sức mạnh được tạo ra khi Zoro ở trạng thái Asura. Nó khiến Kaido lầm tưởng Zoro đang dùng Haki bá vương cao cấp. Năng lực này thật sự tương tự như Haki bá vương. Cả hai đều phát ra một luồng khí áp chế những kẻ xung quanh và có thể gia tăng sát thương gây ra. Mà nhắc tới Zoro, mình lại liên tưởng đến mắt diều hâu Mihawk, người đã chỉ dạy Zoro trong 2 năm. Ông có ánh mắt mà theo Boa Hancock nhận xét là cả những kẻ có năng lực cũng phải run sợ. Đó cũng là nguồn gốc cho biệt danh mắt diều hâu, ánh mắt đáng sợ như chuẩn bị săn mồi. Có thể Mỹ Hạnh không có Haki bá vương, thay vào đó ông có quỷ khí vì để đối đầu với xanh một dân chơi haki bá vương chắc chắn mỹ hạnh phải có một loại sức mạnh tương đương và đó là quỷ khí hai người họ đều có haki quan sát và haki vũ trang cao cấp xanh sẽ có thêm haki bá vương bọc vào đòn đánh còn mihawk thì dùng quỷ khí buff cho đòn tấn công nên cả hai mới solo ngang kèo tại thời điểm đó nếu zoro thành thục được năng lượng quỷ khí thì không khác gì anh ấy có haki bá vương cấp cao anh em ạ nhưng cũng chưa chắc tương lai Oda có quay xe búp thêm cho Zoro hay không, vì vai vờ các chỉ đúng ở thời điểm được công bố, tác giả vẫn có thể thêm hoặc thay đổi nội dung nếu muốn. Dù Thánh có búp cho Zoro cả ba loại Haki và cả quỷ khí thì cũng không có gì lạ. Kể cả trái cao su có vẻ tầm thường của Lù, Oda còn búp nó đủ kiểu, trong khi thằng bên đã có ba loại Haki cấp cao. Còn anh ba cũng đang dần được búp với hưu về khả năng tạo lửa. Biết đâu, Sanji sẽ thức tỉnh mã gen và đạt được sức mạnh to lớn tương lai băng mũ rơm chắc chắn sẽ đối đầu với chính phủ thế giới nếu không búc thêm cho bộ ba quái vật những con người tiềm năng nhất băng thì dù có hợp tác với quân cách mạng cũng khó lật đổ nổi chính phủ anh em nghĩ sao hãy comment để cùng thảo luận nhé và trên đây là tất tần tật về Dulas Bullet kể kế thừa của quỷ cùng với những nhận định của mình xoay quanh nhân vật này cảm ơn anh em đã xem video nhớ like và đăng ký kênh để bọn mình có động lực tạo ra những video hay hơn hẹn gặp lại anh em trong video sau bye bye